Halloween rồi, chú vẽ thằng hề ma quái được không? Sao gọi là thằng, phải gọi là chú hề ma quái chứ. Chú hề lớn tuổi hơn con mà con kêu bằng thằng là sao? Con bé này hổn vậy. Ai mà lớn tuổi hơn á thì con phải gọi người ta bằng anh hoặc là bằng chú, đúng không? Giống như chú nè, chú Phát. Con phải gọi là ví dụ là chú Phát hài hước đồ, hoặc là chú Phát cười găm, bù cua bà Kha. Ủa mà sao chú vẽ thằng Hề mà nó giống mặt chú quá ta?